Không ngờ chuyến giao hàng lần này lại thành công như vậy. Đâu có chuyện gì sao? Làm bọn đi cơ. Lại là bọn khốn đi à? Mày dám giết em trai tao, tao sẽ trả thù. Sếp đã thưởng cho chúng ta đi du lịch ấy. Thật á? Ừ. Sếp nói sẽ cho chúng ta đi chơi và nghỉ ngơi một tuần. Thích quá. Nhưng mà lẽ ra con em đi với chúng ta thì vui biết mấy. Thì cậu ấy phải đi công tác mà. Lúc cậu ấy đi, cậu ấy cũng buồn lắm. Thôi, chúng ta đi thôi. Đi. Mày đi rồi. Mày. Mày chạy đi đâu? Mày! Bảo đi! Bỏ ra! Bỏ ra! Bao lâu vậy? Đứa nào là người giết em trai tao? Nói! Em trai mày điên lên, đừng làm tao cáu. Em trai mày đã làm nhiều tội ác nên đấy là cái giá mà tao phải trả. Cái đi! Con thằng cái đi ra! Tao ở lại! Đứa nào giết em trai tao? Mày không nói cũng được thôi. Chúng mày đi làm gì? Ra! Tao đã cho mày cơ hội, mà mày không biết trân trọng thì... Long Dung, mày đi làm gì? Nói! Là đứa nào sẽ cách tay tao? Tao không có thời gian để đùa chúng mày đâu. Nói! Là tao! Tao ra là mày. Đi đi! Candy, Candy, cậu mau tỉnh dậy đi, Candy, 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 Candy. Candy, là tớ đây. Cô là ai? Tớ là Ellie đây. Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ đã cứu cậu sau khi cậu bị tên Lâm Dầu xử lý. Cậu nhớ lại đi. Ellie, tớ và sếp đã giúp cậu trở thành
bất tử này. Chứng minh bất tử sao? Tức là không có vũ khí gì có thể làm hại được cậu. Chuyện này là sao? Không chỉ có vậy đâu, sức mạnh của cậu còn lớn hơn nữa bơm. Cậu thử đi. Thật vậy sao? Được từ từ. Đại ca, em đưa đến rồi. Không sao, mày đứng làm gì tao? Làm gì mà căng thế? Lại đây, mày bốt cho tao. Mày đừng có mơ, có giỏi thì mày giết tao đi. Tao có sao? Phải, mày muốn sống để trả thù cho cái đi sao? Muốn sống muốn thở ở đây ý. Thì phải phục tùng tao. Nghe rõ chưa? Bài đây. Đấy cả, có chuyện rồi. Chuyện gì? Nói mau. Dạ, cô đi sao của con kia đi đôi cả. Chắc là không sao đâu đấy cả. Em nghĩ mình dừng hai đi rồi. Mày nói, tao thêm tôi nghĩ. Anna, đừng làm điều dại dột. Mày nghĩ con dao của mày nhanh, hãy đạn của tao nhanh hơn. Đại ca, đây là sống nguy hiểm lắm. Chúng ta có nhiệm vụ phải đi cứu Anna. Anna là ai? Cậu ấy không nhớ Anna là ai sao? À, Anna là con tin. Chúng ta phải đi cứu cậu ấy. Chúng ta đi thôi. Khả năng phục hồi trí nhớ của cậu ấy hơi kém. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng nhẽ để cô ấy như thế à? Không, bây giờ chúng ta phải làm sao?